Sự thật và nỗi đau của Như Quỳnh đằng sau việc bị chê mất giọng, xuống sắc. Như Quỳnh được biết đến là nữ ca sĩ Bolero thành công và nổi tiếng nhất thế hệ sau 1975, đặc biệt trong giai đoạn thập niên 90. Thành công ấy gắn liền với sự phát triển cực thịnh của nhạc hải ngoại. Cô sở hữu một giọng hát và nhan sắc hiếm có, có thể xếp vào hàng cực phẩm, là một tuyệt thế gia nhân trong âm nhạc, khiến biết bao khán giả phải say mê. Ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu ca nhạc hải ngoại, Như Quỳnh sớm trở thành hiện tượng đặc biệt, độc đáo bậc nhất Nói như lời một nhạc sĩ nổi tiếng là Như Quỳnh là hiện tượng mà phải nửa thế kỷ mới xuất hiện một lần, hay tôi vẫn chọn Như Quỳnh là ca sĩ lớn nhất của thế hệ sau 1975. Thời báo nhạc xưa cũng nhận định, có thể nói ở Như Quỳnh hội tủ đủ các yếu tố để trở thành một ngôi sao, và cô đã thực sự bước lên đài danh vọng khi có một sự nghiệp đỉnh cao. Thành công của Như Quỳnh không phải sớm nở tối tàn mà kéo dài suốt 20 năm. Cho đến tận bây giờ, tên tuổi của cô vẫn còn một sức hút kỳ lạ với nhiều thế hệ khán giả. Chính vì thế, mọi động thái của Như Quỳnh luôn bị để ý soi xét. Vì cô bị mất giọng xuống sắc trong một vài năm gần đây, cũng là một trong những đầu mối để dư luận chỉ vào cô với nhiều lời chỉ trích, đồn đoán. Nhiều ý kiến cho rằng Như Quỳnh mất giọng vì thẩm mỹ quá nhiều. Một số người đồn thổi chuyện cô có lối sống không làm mạnh, thường xuyên uống rượu, hút thuốc lá. Trên thực tế, việc Như Quỳnh mất giọng là có. Giọng hát của cô trầm khàng, đục, đứt quãng, không còn trong trẻo bay bổng và mượt mà như trước. Tuy nhiên, việc mất giọng này đến từ nhiều phía không hề giống như những đồn đoán xung quanh. Trong âm nhạc, những ca sĩ bẩm sinh giọng lâu bền thường có giọng trầm hoặc giọng xấu theo kiểu thô ráp, đanh, mạnh, cứng. Đó thường là các nữ cao kịch tính, nữ trung kịch tính. Các giọng hát đẹp theo kiểu nữ tính lại ấm áp nhẹ nhàng thường được ví như chiếc cốc pha lê, rất dễ mất đi âm sắc nếu hát nhiều hoặc không được giữ gìn. Rất nhiều ca sĩ giọng đẹp đã mất đi như Whitney Houston, Maria Carey, Christina Aguilera, Mỹ Linh ngay tại việt nam hầu hết các nữ trung trung trầm đều giữ được giọng tốt hơn nữ cao như thanh lam hồng ngọc ngọc anh mỹ tâm mỹ hạnh minh hiếu khánh ly những giọng ca cao đẹp thuần khiết như ngọc lan hồ quỳnh hương đều mất giọng theo tuổi tác như quỳnh thuộc tuyết giọng đẹp theo kiểu nữ tính mảnh mai lại đi hát từ khi còn rất trẻ nên việc thanh quản bị lão hóa dẫn đến biến đổi âm sắc là điều không thể tránh khỏi Ca sĩ giọng trầm càng có tuổi lại càng hát hay do giọng dày hơn, đanh hơn, nhưng với một giọng hát nữ tính mảnh mai như Như Quỳnh thì không thể vì tuổi tác làm sự trẻ trung thanh thoát mai một dần. Ngoài yếu tố bẩm sinh về giọng hát, Như Quỳnh phải chịu nhiều vấn đề sức khỏe. Trong khi đó để hát tốt, nữ ca sĩ cần có một thể lực khỏe mạnh để giữ được hơi thở cục hơi, đó là các lý do vì sao các ca sĩ opera thường phải tập thể lực thường xuyên, có người còn phải tập điền kinh. Bản thân Như Quỳnh cũng thừa nhận sức khỏe của cô bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chứng mất ngủ kinh niên suốt 20 năm qua. Cô nói nhiều khi đến địa điểm diễn tôi chỉ có 2 tiếng để nghỉ ngơi trước khi lên sân khấu, nhưng vẫn cố gắng chập mắt để có sức và đảm bảo không bị khang tiếng. Qua lời kể của Như Quỳnh có thể thấy cô phải cố gắng rất nhiều, chật vật để giữ được giọng hát ổn định khi lên sân khấu, nhưng sức khỏe không cho phép cô làm được điều đó. MC Trấn Thành, một trong những người em thân thiết từng có thời gian gần gũi với Như Quỳnh từng lên tiếng giải thích. Có một số lần như Quỳnh Hát Lai like gặp vấn đề là do dạo này bị chứng mất ngủ, uống thuốc quá nhiều dẫn đến thanh quản không tốt. Mỗi lần stress thuộc canxi là chị Quỳnh lại bị giật động kinh, phải sử dụng thuốc nhiều nữa nên tội nghiệp chị lắm. Khi chị Như Quỳnh được nghỉ ngơi đầy đủ, hát xuất sắc, tôi đã qua gặp chị ở Mỹ rồi. Tại một game show truyền hình, Trấn Thành từng kể chứng tuột canxi của Harry Won và Nam Em. Theo đó, ai mắc chứng này là sức khỏe rất yếu, có thể bị ngất hoặc lên cơn nếu gặp một vấn đề tâm lý nào đó. Trấn Thành có ẩn ý nhắc đến một nữ ca sĩ cứ đến giờ diễn là tụt ca người đó chính là Như Quỳnh. Sức khỏe yếu chính là một phần nguyên nhân ảnh hưởng tới giọng hát của Như Quỳnh sau này. Nhiều người trường thắc mắc về phong độ ca hát của Như Quỳnh khi trình diễn trên sân khấu, chê cô hát yếu, thiếu ổn định. Nhưng ít ai hiểu rằng Như Quỳnh đã và đang phải chịu rất nhiều vấn đề sức khỏe dẫn đến việc kiểm soát hơi thở yếu đi, cột hơi không còn vững để được giọng hát ổn định. Ngoài yếu tố sức khỏe, những tác nhân ngoại cảnh như công việc gia đình cũng ảnh hưởng không nhỏ. Một trong những nguyên nhân đó là việc đi hát chạy show quá nhiều. Dễ dàng nhận thấy, những ca sĩ chạy show thu âm nhiều thường dễ dàng mất giọng vì phải hát liên tục không nghỉ ngơi, khiến thanh quản bị vắt kiệt, không còn thời gian để nghỉ ngơi hồi phục. Là một ca sĩ nổi tiếng, Như Quỳnh bị các hãng đĩa bầu show coi như con gà đẻ trứng vàng, vắt kiệt sức lực. Trong thời đỉnh cao, Như Quỳnh phải thu âm liên tục hàng chục đĩa quanh năm suốt tháng, số bài hát lên tới vài trăm. Cô phải đi diễn khắp từ Mỹ sang châu Âu Úc Thời gian ngồi máy bay còn nhiều hơn ở nhà, việc đi lưu diễn nhiều giữa các nước, thay đổi khí hậu mỗi giờ thời tiết liên tục ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe vốn đã yếu ớt của Như Quỳnh. Chuyện đời ca sĩ Hải ngoại Như Quỳnh. Mới đây ca sĩ Như Quỳnh đã trở về nước sau hơn 20 năm vắng bóng để tham gia live show của em trai. Ở tuổi 45 Như Quỳnh có phần mũ mĩm hơn xưa, nhưng cô vẫn giữ được nét đẹp vốn có và thần sắc quý phái của người phụ nữ thành đạt. Như Quỳnh được biết đến là ca sĩ nổi tiếng một thời với những ca khúc làm nên tên tuổi như Người tình mùa đông, Chuyện hoa sim, Đường xưa lối cũ, Mùa hoa bí, Chuyến đi về sáng. Cô tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh năm 1970 tại Quảng Trị. Sang Mỹ từ năm 93, cô là ngôi sao nổi tiếng ở hải ngoại với gương mặt đẹp, giọng hát ngọt ngào, đầy tình cảm, chiếm trọn tình cảm của không biết bao nhiêu khán giả một thời với dòng nhạc trữ tình quê hương. Không những vậy, cô còn tạo ấn tượng khi vừa hát vừa múa rất sinh động, mềm mại, uyển chuyển. Chính nhân sắc, tên tuổi và chất giọng đã làm nên một như Quỳnh thành danh trên con đường ca hát là vậy, nhưng trong chuyện tình cảm, Như Quỳnh gặp khá nhiều khó khăn trên con đường đi tìm hạnh phúc. Mặc dù hiện nay nữ ca sĩ đang có một mái ấm nhỏ, hạnh phúc với người chồng đẹp trai như Hàn Quốc và một cô con gái đáng yêu, nhưng trước đó cô đã phải đối mặt với nhiều tin đồn tình cảm không hay, yêu một chính trị gia, một luật sư rồi đồng nghiệp là những lời đồn đại của mọi người trong chuyện tình cảm của cô. Không những vậy, có người còn khẳng định cô có tình cảm với một nhạc sĩ và từng đánh vỡ đầu nhạc sĩ đó trong một cơn giận dữ. Những tin đồn đó khiến Như Quỳnh gặp không ít sóng gió trên con đường tìm đến bến bờ hạnh phúc. Và cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với cô. Khi cô kết hôn với kỹ sư Nguyễn Thắng, anh chàng được nhiều người nhận xét đẹp trai như sao hàn. Vào năm 2007, gia đình Như Quỳnh chào đón con gái đầu lòng tên Đông Nghi. Theo chia sẻ của ca sĩ Như Quỳnh, ông xã của cô công tác trong cơ quan chính phủ Mỹ. Trước đây khi quen nhau, ông xã Như Quỳnh không hề biết cô là ca sĩ. Chồng cô cũng rất dũng cảm tâm lý khi luôn ở bên và là bờ vai vững chắc cho cô. Trong những sóng gió, nữ ca sĩ khiến nhiều người ghen tị bởi chồng đẹp trai như sao Hàn Quốc. Cặp đôi này được đánh giá là trai tài gái sắc và là cặp đôi đẹp ở cộng đồng hải ngoại. Dù gặp sóng gió trong suốt những năm tháng với những tin đồn tình cảm không hay, nhưng cuối cùng Như Quỳnh cũng đã tìm được cái kết cho mình với sự đồng hành của người bạn đời giản dị, luôn quan tâm đến vợ. Ngay sau khi báo chí đề cập đến người chồng điển trai như sao hàn của Như Quỳnh, có nguồn tin cho rằng thời gian gần đây thấy Như Quỳnh hay đưa con gái lên sân khấu mà không thấy chồng cũ bên cạnh như trước đây. Nhiều người còn nghi ngờ rằng cuộc hôn nhân của Như Quỳnh với chồng là kiến trúc sư không lưu Nguyễn Thắng đã dạn vỡ. Một số thông tin cho biết thông tin Như Quỳnh đã chia tay chồng là chính xác và điều này được chính Như Quỳnh tiết lộ trong một talk show ở hải ngoại vào hồi đầu tháng 6 năm 2015 trước khi chị về Việt Nam đã ủng hộ em trai ghi hình live show theo đó sau một thời gian sống chung với anh chàng kỹ sư không lưu điển trai nguyễn thắng họ quyết định chia tay dù cả hai chưa hề tổ chức đám cưới không nói rõ nguyên nhân vì sao cả hai không tổ chức đám cưới nhưng như quỳnh từng chia sẻ rằng tôi có con nhưng chưa bao giờ được mặc áo cô dâu dù tự tay như quỳnh đã chuẩn bị cho mình một chiếc váy cô dâu rất đẹp để mặc trong ngày vui nhất của cuộc đời nhưng có lẽ do mình được quá nhiều thứ nên cuộc đời bắt mình phải hy sinh một cái gì đó không ai có thể được nhiều thứ cùng một lúc mà không mất chính như quỳnh là người đã chủ động nói lời chia tay với chồng sau khi cảm thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Tôi có nói với ảnh, tức bố của Melody Đông Nghi, là tại sao mình không cảm thấy hạnh phúc mà mình vẫn phải sống trong những ngày tháng đau khổ. Nếu cứ kéo dài sự đau khổ sẽ làm sản sinh ra nhiều đau khổ khác mà thôi. Và khi con mình lớn lên nó sẽ thấy những nỗi đau khổ đó, đó là điều không hay chút nào. Và ảnh nói rằng, rồi, nếu em cảm thấy như vậy thì hãy quyết định như vậy. Tôi thật sự cảm ơn anh ấy đã hiểu và thông cảm cho suy nghĩ của mình. Ai chẳng nuối tiếc, ai chẳng nghĩ cho con. Nhưng nếu sống chung, và mang lại hạnh phúc cho anh ấy thì tôi không thể làm nổi nữa như quỳnh tâm sự như quỳnh cũng thú nhận trong chuyện này chị đã hơi ích kỷ khi nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình Tuy nhiên chị rất vui là sau khi vợ chồng chị đường ai nấy đi thì con gái Melody Đông Nghi vẫn không bị thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Mặc dù Melody Đông Nghi sống cùng mẹ, cậu và bà ngoại nhưng cuối tuần lại về với ba Nguyễn Thắng. Như Quỳnh cho biết, cả đại gia đình lẫn chồng cũ của chị vẫn cố gắng bù đắp cho bé để cháu không thấy bị thiệt thòi. Như Quỳnh cho rằng khi hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ, dần dần chị nhận ra trong con người mình có 50% là đàn ông, 50% là phụ nữ. Chị chỉ cảm thấy mình là phụ nữ khi khoác lên mình chiếc áo dài bước lên sân khấu. Còn khi trở về với cuộc sống đời thường, chị thấy mình là một người đàn ông, vì thế chị có thể tự chủ được cuộc sống của mình mà không quá phụ thuộc vào một người đàn ông. Đó là lý do chị cho phép mình ích kỷ, nói lời chia tay với người đàn ông đã từng một thời gắn bó để cả hai được sống một cuộc sống thoải mái nhất.